Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2321 Khẩu khí lớn nhỉ Từ bán thủ đã đạt đến ngũ phẩm Chúc mừng lão từ Chỉ sau đó Từ bán thủ mới mỉm cười Qua ải Người tiếp theo Công dương tú vẫn thờ ơ nói Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ra Cô ta là y sĩ cấp cao nhất trong số 15 người Ngoại trừ hoàng cường và từ bán thủ Đã đạt đến trình độ tứ phẩm trung giai người phụ nữ xinh đẹp tập trung tinh thần, chậm rãi bước về phía cái lồng đó. Người tộc nam hỏa đó đột nhiên giống lên, một luồng nhiệt nóng đáng sợ lan tỏa ra bên ngoài. Audio điện tử võ tấn bền Người phụ nữ xinh đẹp đó dừng lại, khóe miệng cô ta dỉ ra một chút máu. Sắc mặt thay đổi kinh ngạc, lập tức lùi về phía sau. Công dương tú chế nhạo nói, đúng là chỉ được cái mã bề ngoài. Ngay cả ngọn lửa hộ thể của người nam hỏa cũng chịu không nổi, làm sao có thể chữa bệnh được? Y sĩ càng giỏi, yêu cầu cảnh giới tu luyện của bản thân càng cao, cô quay về luyện thêm 10 năm rồi trở lại đây. Nét mặt người phụ nữ xinh đẹp trở nên khó coi. Công Dương Tú nhìn 13 người còn lại, cất giọng điệu khinh thường, "Tôi không chỉ nói cô ta, mà còn nói các người. Chút tu vi như các người mà cũng dám đến thành hỏa nhai tham gia cuộc thi này?" sau đó ông ta quay sang nói với ly thanh trần bẩm điện hạ tôi nghĩ không cần phải tiếp tục cuộc thi này nữa theo tôi thấy trong số bọn họ chẳng có ai qua nổi cuộc thi này đâu ly thanh trần khẽ cau mày định gật đầu anh ta cũng cảm thấy nếu còn xem tiếp nữa sẽ rất lãng phí thời gian tôi còn chưa thử mà ngay sau đó một giọng nói vang lên mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra hoàng cường và từ bán thủ không khỏi lộ ra nụ cười khinh bỉ Cậu là ai?" Ly Thanh Trần hỏi. Hoàng Cường cướp lời giành nói, "Điện hạ, anh ta là dược đường, y sĩ nhất phẩm." Y sĩ nhất phẩm, đệ tử tạp dịch của lão phu ít nhất cũng phải nhị phẩm." Từ bán thủ chế nhạo, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Cô gái quyến rũ kéo Đường Tuấn lại, nói anh đừng có đùa giỡn. Đường Tuấn nói, "Tôi làm được." Công Dương Tú hắng giọng, "Cậu làm được cái rắm, với chút tu vi như cậu." sợ là sẽ bị ngọn lửa hộ thể của người tộc nam hỏa thiêu chín mất ly thanh trần cau mày theo anh ta thấy cách tiếp cận của đường tuấn quả thực hơi không tự lượng sức điện hạ tôi có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta khi ly thanh trần còn đang suy nghĩ có nên để đường tuấn thử hay không đường tuấn lập tức nói tiếp khẩu khí lớn nhỉ công dương tú diếu cợt nói ngay cả lão phu cũng không trị khỏi cậu có thể trị khỏi được sao lẽ nào cậu giỏi hơn cả lão phu Đường Tuấn nói, y đạo lục phẩm, cũng chẳng có gì hay ho cả. Công Dương Tú tức giận đến mức dâu tóc run lên, ông ta nói với Đường Tuấn, được, cậu muốn thử như thế, tôi cho cậu thử. Nếu như cậu thật sự trị khỏi, tôi sẽ lập tức quỳ ngay tại đây, dập đầu bái cậu làm thầy. Nếu không trị được, cậu phải ở lại làm tạp dịch cho tôi 10 năm. Cậu có dám không? mươi 2322, không phải anh ta bị dọa sợ rồi chứ? Ly Thanh Trần vội nói, ông Công Dương, ông. Công Dương Tú nói, Điện Hạ, đừng cản tôi, tôi muốn dạy cho thằng quát kiêu ngạo này một bài học. Ly Thanh Trần gật đầu nói với Đường Tuấn, anh cứ thử đi, bổn Điện Hạ sẽ làm chứng. Sau đó, Đường Tuấn mới bước đến lồng sắt, nhìn người tộc Nam hỏa đó. Không phải anh ta bị dọa sợ rồi chứ, Hoàng Cường nói. Ai, một y sĩ nhất phẩm thì có thể làm gì. Tôi hy vọng cậu ta có thể khiêm tốn một chút sau bài học này. Từ bán thủ nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đường Tuấn bắt đầu hành động. Anh vận chuyển pháp lực, lập tức ngưng tụ thành kim châm. Phập phập. Từng cây kim châm được hình thành từ pháp lực lần lượt đâm vào người tộc Nam Hỏa đó. Đây dường như là phương pháp của Thiên Nguyên Phường ở thành Hồng Dương. Chẳng lẽ anh ta là học trò của Qua Thiên Hòa? Thấy vậy, công dương tú không khỏi cau mày, nhưng trong lòng cũng chẳng mấy để tâm, hừ. Cho dù qua thiên hòa có ở đây, nhìn thấy tôi cũng phải hành lễ thôi. Một đệ tử thiên nguyên phường nhỏ bé có là gì? Lúc này, ánh mắt công dương tú đột nhiên thay đổi, ánh mắt khẽ run lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc, kim châm pháp lực của cậu ta quả thật đã chạm đến linh hồn, đây ít ra cũng là phương pháp của y sĩ ngũ phẩm. Ông ta biết rất rõ để chữa khỏi vết thương cho người tộc Nam Hỏa này phải bắt đầu từ linh hồn, mà người chỉ mới vừa đặt ngũ phẩm như từ bán thủ thì vẫn chưa biết được chuyện này, cho nên từ đầu đến cuối ông ta đều có cảm giác chiếm ưu thế hơn so với bọn họ. Nhưng những gì Đường Tuấn thể hiện lúc này khiến ông ta không thể không đối đãi cẩn thận. Ly Thanh Trần cũng dần dần trở nên chăm chú, hai tay căng thẳng giữ lấy tay vịn của ghế. Còn mấy người Hoàng Cường và từ bán thủ lại chưa nhìn thấy chỗ bất phàm của Đường Tuấn nên vẫn giữ thái độ khinh khi. Thời gian trôi qua từng chút, 15 phút sau, Đường Tuấn cũng dừng tay, mì tâm có chút mệt mỏi, nói, xong rồi. Anh vừa dứt lời, người tộc Nam Hỏa giống như bị sét đánh, đầu tiên là sướng sờ, sau đó thì nhìn giáo giác xung quanh, cuối cùng là quỳ dạp xuống đất tham kiến điện hạ. Cả cung điện im lặng như tờ. Thập tam điện hạ nhìn người Nam Hỏa trong lòng, sau một hồi im lặng mới nói, đứng dậy đi. Sau đó người Nam Hỏa mới đứng lên, nhìn đám người đang sửng sốt không nói nên lời, nhất thời không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ly Thanh Trần đứng dậy, đi đến trước mặt đường Tuấn, y thuật của cậu quả nhiên cao siêu, khi nãy là do Thanh Trần vô lễ. Sòng điệu của anh ta rất tôn kính, tuy anh ta là thập tam điện hạ của Chu Tước Hoàng Triều, thân phận cao quý, nhưng lúc này đã đối đãi đường Tuấn như người cùng hàng với mình. Trường 2323 Quý Đồng lý thanh trần nói ông công dương chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng ông cũng không có sao mặc dù công dương tú là cấp dưới của anh ta nhưng trước giờ ông ta luôn tỏ ra rất kiêu ngạo và tránh nói về những bí thuật y học trong lòng ly thanh trần sớm đã có thành kiến với ông ta cho nên anh ta muốn nhân cơ hội này để giết chết lòng kiêu ngạo của công dương tú dưới trướng của tôi không phải là không có y sĩ giỏi bây giờ còn có thêm một người giỏi hơn ông đứng trước mặt tôi rồi đây Đôi má của công dương tú khẽ run lên, khí tức hóa thần cảnh hậu kỳ lan tràn. Điện hạ, ngài thật sự muốn tôi dập đầu bái sư với một y sĩ nhất phẩm sao? Công dương tú trầm giọng hỏi. Ly Thanh Trần cười khẩy, lướt nhìn tất cả các y sĩ trong cung điện rồi nói, vừa rồi chính miệng ông nói không thể chữa khỏi cho người tộc Nam Hỏa này, nhưng bây giờ thầy dược chữa khỏi bệnh. Đến bây giờ ông vẫn xem anh ta là y sĩ nhất phẩm sao, há chẳng phải nói ông còn không bằng một y sĩ nhất phẩm à bổn điện hạ còn cần ông làm gì nữa? Không ai trong cung điện dám phản bác lại. Đúng, y thuật như thế này, sao có thể là nhất phẩm? Nhưng công dương tú vẫn không cam tâm, tức giận chừng đường Tuấn. Lúc này, đường Tuấn mới cười nói, điện hạ, hay là bỏ qua chuyện này đi. Không phải người nào cũng có thể bái tôi làm thầy. Ly Thanh Trần đã ra mặt cho anh, anh cũng phải cho đối phương chút thể diện sắc mặt công dương tú trở nên khó coi nhưng cũng không còn cách nào dù sao vụ cá cược này cũng là do ông ta bày đầu ly thanh trần hừ một tiếng nói thầy dược đã nói như thế chuyện này coi như thôi vậy sau đó anh ta liền nở nụ cười nói với đường tuấn thầy dược có thể gia nhập thành hỏa nhai là vinh hạnh của tôi thầy dược tôi có một số câu hỏi về y thuật muốn hỏi anh bây giờ không biết anh có thời gian không ngoặc kép đường tuấn đương nhiên đồng ý Ly Thanh Trần bảo một số thuộc hạ sắp xếp nơi ở cho từ bán thủ và Hoàng Cường, còn bản thân thì đưa đường Tuấn rời khỏi cung điện. Hừ, để cho cậu đắc ý một thời gian, cho dù cậu có nghiên cứu về linh hồn, lẽ nào có thể giỏi hơn tôi được sao? Cùng lắm, tôi sẽ truyền thụ lại một chút bí thuật cho điện hạ là được rồi. Công Dương Tú nghĩ thầm, không phải ông ta không thể chữa lành cho người tộc Nam Hỏa, chỉ là ông ta không muốn để lộ bí thuật của mình. Mà lúc này, Đường Tuấn đã khiến ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nét mặt Hoàng Cường và từ bán thủ đều có chút khó coi, họ vốn tưởng rằng mình vượt qua được bài kiểm tra lần này thì có thể trở thành tâm phúc của thập tam điện hạ, nào ngờ lại xuất hiện một dược đường. Ngài Công Dương, có người đang tìm ngài, lúc này, một thị vệ đến báo tin. Công Dương tú cả giận quát, không gặp. Thị vệ nói, ông ta nói mình tên là Quý Đồng, có chuyện cần bàn bạc với Ngài Công Dương quý đồng. Công Dương Tú lập tức phản ứng lại, nói, đưa tôi đi gặp ông ấy. Quý đồng rất chán nản và thất vọng. mươi 2324, Điện Hạ có chuyện gì sao? Trên đường đi, ông ta đã bị lừa ít nhất hàng chục lần bởi kỹ thuật thay đổi khí thức của đường Tuấn. Vốn dĩ sau vài lần bị gạt, ông ta muốn đến thẳng thành hỏa nhai để chặn anh, nhưng lòng hiếu thắng của ông ta lại tái phát, không muốn làm như thế. Cho nên mới bị lừa hàng chục lần liên tiếp thảm nhất là ông ta bị rơi vào trong một hang ổ tập trung linh thú hóa thần cảnh, xém chút thì bị thương nặng. Có thể nói, hành trình đến thành hỏa nhai của ông ta vô cùng gian nan. Nếu không phải tu vi của ông ta khá cao, sợ là đã chết ở dọc đường từ lâu rồi. Bí thuật thay đổi khí tức của diêu đường quả thật lợi hại, đợi bắt được cậu ta nhất định phải ép hỏi cho được. Quý đồng đang ngồi trong đại sảnh ở thành hỏa nhai và tự nhủ, dược đường, có lẽ cậu không ngờ tôi lại có giao tình với công dương tú. Công dương tú hiện là y sĩ số một dưới chướng của thập tam điện hạ, cho dù cậu đến dựa dẫm thập tam điện hạ, chỉ cần công dương tú nói một lời, cậu nhất định sẽ chết một cách rất khó coi. Đến lúc đó định thần châu và bí thuật đều sẽ là của tôi. Quý đồng, ông đến tìm tôi có chuyện gì? Lúc này, công dương tú từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt trở lại trạng thái tự nhiên. Quý đồng nhanh chóng đứng dậy nói, thầy công dương, đã lâu không gặp, sắc mặt ông càng lúc càng hồng hào đấy, khí tức cũng ổn định hơn, xem ra y thuật và tu vi đều có tiến bộ rất nhiều. Công dương tú nhân mặt, ông ta bị làm cho tức chết. Có chuyện gì mau nói đi, công dương tú trầm giọng nói. Mặc dù quý đồng không hiểu tại sao công dương tú lại có thái độ như vậy, nhưng ông ta vẫn vào chủ đề chính, hỏi thầy công dương, mấy ngày nay có phải có một y sĩ tên là Dược Đường đã gia nhập dưới trưởng của thập tam điện hạ không? Công Dương Tú nhướng mày, nhìn Quý Đồng bằng ánh mắt bất thiện, nói: "Ông hỏi cái này làm gì?" Quý Đồng nói: "Thầy Công Dương đừng hiểu lầm tôi, dược đường này đã giết học trò của tôi là Hạ Nam Phi và viện trưởng của Phi tinh viện Nguyên Thiên Hóa. Tôi đến đây để đưa cậu ta về chấp nhận hình phạt. Chỉ là bây giờ cậu ta đã gia nhập vào doanh trại của thập tam điện hạ, tôi không tiện xen vào, nên muốn nhờ thầy Công Dương nói giúp trước mặt điện hạ." Với y thuật của thầy Công Dương, điện hạ chắc chắn sẽ không từ chối nếu không phải biết quý đồng có thủ oán với dược đường, chắc chắn công dương tú sẽ nghĩ rằng quý đồng ở đây để cười nhạo mình. Ông ta suy tư một lúc rồi nói, giúp ông đối phó dược đường. Ông có thể cho tôi lợi ích gì? Quý đồng nói, thành thật mà nói, khi dược đường giết học trò của tôi, cậu ta đã lấy trộm định thần châu trên người học trò tôi. Nếu thầy công dương có thể nhờ điện hạ giao cậu ta cho tôi, tôi có thể cho thầy công dương mượn định thần châu tham ngộ ba năm. Nghe đến định thần châu, đôi mắt của công dương tú hiện lên vẻ tham lam. Những bảo vật này có lợi ích rất lớn giúp ông ta tham mộ cảnh giới hợp thể. Được, tôi đồng ý với ông, nhưng chuyện này chúng ta phải thương lượng kỹ một chút. Ánh mắt công dương tú lóe lên, trong lòng thầm tự đắc. Có thể đối phó với dược đường và lấy được định thần châu đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Quý đồng cũng vui mừng khôn xiết. Lúc này, Ly Thanh Trần đưa đường Tuấn đến một biệt viện khác. Thầy Dược, Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng anh đừng từ chối." Ly Thanh Trần nhìn Đường Tuấn, khẩn thiết nói. "Chương 2325, Điện hạ muốn tôi làm gì?" Sau khi bắt mạch cho thập tam Điện hạ, Đường Tuấn nhận thấy khí huyết và huyệt đạo của Ly Thanh Trần khác với những tu hành giả bình thường, dường như ẩn chứa một sức mạnh rất khủng khiếp. Nguồn sức mạnh này nóng rực và cuồng bạo, giống như một trận cháy rừng. "Điện hạ có thể chất đặc biệt sao?" Đường Tuấn hỏi. Ly Thanh Trần lắc đầu cười khổ nói, nếu tôi có thể chất đặc biệt, thì sao lại bị đầy tới thành hỏa nhai? Đường Tuấn hơi giật mình. Ngay cả trong chu tước Hoàng Triều, thể chất đặc biệt cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu Ly Thanh Trần có thể chất đặc biệt, chắc chắn anh ta sẽ được cả thành chu tước này xem như là báu vật, sao có thể bị đầy đến một nơi xa xôi vắng vẻ như thành hỏa nhai này. Nhưng thể chất của Ly Thanh Trần quả thực có chút kỳ lạ, thậm chí Đường Tuấn còn nhầm tưởng anh ta có thể chất đặc biệt lý thanh trần giải thích sau khi tôi đến thành hỏa nhai tôi vô tình phát hiện ra một bí tịch tu luyện hỏa linh thể chưa hoàn chỉnh tôi đã tu luyện theo những gì bên trong đó ghi thể chất dần dần được cải thiện vốn dĩ tôi tưởng rằng cho dù không thể tu luyện thành chu tước thần thể thì cũng có thể thành hỏa linh thể thứ đẳng chỉ là không ngờ được phương pháp tu luyện trong cuốn bí tịch đó lại bá đạo như vậy thể chất của tôi không thể chịu đựng nổi sức mạnh đó nếu không phải từ nhỏ tôi có nghiên cứu về y thuật tự chữa bệnh cho mình sợ là đã bị nguồn năng lượng đó thiêu chết rồi. Đường Tuấn khẽ cau mày, trong lòng thở dài một hơi. Ly Thanh Trần không phải là người có thể chất đặc biệt, nhưng anh ta lại miễn cưỡng tu luyện công pháp chuyên dành cho thể chất đặc biệt, thân thể không xảy ra vấn đề mới lạ. Ly Thanh Trần tiếp tục, sức mạnh đó đã bắt đầu ăn mòn linh hồn tôi, nếu không diệt trừ nó, hỏa độc sẽ càng lúc càng nhiều, một khi bạo phát, tôi sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Điện hạ muốn tôi làm gì? Đường Tuấn hỏi. Ly Thanh Trần nhìn anh chằm chằm và nói, dường như anh rất giỏi trong việc chữa trị cho linh hồn, tôi mong anh có thể truyền bí thuật đó lại cho tôi. Đường Tuấn suy tư một hồi rồi nói, được. Phương pháp anh dùng để chữa trị cho người nam hỏa khi nãy là do anh kết hợp từ phương pháp của thiên nguyên phường và nghiên cứu về linh hồn của cổ thiên thanh, vốn không phải là thuật châm cứu thần bí từ Nguyệt Cung. Cho nên truyền thụ cho Ly Thanh Trần cũng chẳng sao. Anh lấy một miếng ngọc bài ra, đưa cho ly thanh trần và nói đây chính là pháp môn đó ly thanh trần mừng rỡ anh ta cầm lấy ngọc bài dùng thần thức cảm nhận nội dung bên trong ngọc bài đúng là thủ pháp khi nãy anh ta sử dụng tên dược đường này không hề giấu giếm mình trong lòng ly thanh trần cảm thấy có chút thiện cảm với đường tuấn anh ta không trần trừ lập tức sử dụng pháp môn trên đó chữa trị vết thương linh hồn của mình đường tuấn yên lặng đứng một bên chờ đợi sẵn tiện quan sát Ly Thanh Trần tu luyện thế nào. Nửa canh giờ sau, Ly Thanh Trần mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên một ngọn lửa. Pháp môn của anh quả thực rất hiệu quả, mặc dù nó không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương của tôi, nhưng có thể làm giảm cơn đau mà tôi phải chịu đựng. Thanh Trần ở đây cảm ơn anh rất nhiều. Ly Thanh Trần tỏ lòng cảm kích, nói. mươi 2326, tôi chỉ muốn biết Điện Hạ có muốn hay không. Công Dương Tú là thuộc hạ giới quyền anh ta gần được 2 năm, Lý Thanh Trần tự hỏi bản thân mình có bao giờ bạc đãi ông ta một lần, nhưng mỗi khi nhắc đến bí thuật chân truyền thì Công Dương Tú đều im lặng. Điều này khiến Lý Thanh Trần rất tức giận, còn Đường Tuấn và anh ta chỉ mới quen biết nhau một khoảng thời gian rất ngắn, mà anh đã sẵn sàng truyền bí thuật cho mình, so ra, Lý Thanh Trần biết ơn Đường Tuấn nhiều hơn. Đường Tuấn đột nhiên nói, "Điện hạ có muốn trở thành Hỏa Linh thể thật sự không?" Lý Thanh Trần nghe vậy, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, anh ta nói, anh Dược, anh nói vậy là có ý gì? Đường Tuấn nói, tôi không chỉ có thể chữa lành vết thương cho Điện Hạ, mà còn có thể giúp Điện Hạ chuyển hóa thành hỏa linh thể thực thụ. Ly Thanh Trần cau mày. Nếu không phải anh ta đã chứng kiến qua y thuật của Đường Tuấn, thì những lời nói này anh ta sẽ nghĩ là đang nịnh nọt dụ ngọt anh ta thôi. Bởi vì ngay cả y sĩ thất phẩm thậm chí bát phẩm trong thần triều cũng chưa chắc có thể chuyển hóa phàm thể thành linh thể, cùng lắm chỉ có thể đạt đến mức độ ngụy linh thể mà thôi, hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên quý giá, cũng chỉ có thánh địa hoàng triều mới có thể gánh vác nổi. Anh ta tu luyện cuốn bí tịch khuyết thiếu kia chính là muốn chuyển hóa thành ngụy linh thể, còn trở thành hỏa linh thể thật sự, anh ta chưa từng nghĩ đến. Anh Dược, anh có biết anh đang nói những lời này có nghĩa là gì không? Ly Thanh Trần trầm giọng nói. Chu Tước Hoàng Triều ngày nay tổng cộng có 28 vị hoàng tử, nhưng chỉ có thất ca của anh ta mới là hỏa linh thể thật sự, còn những hoàng tử khác cùng lắm chỉ là ngụy linh thể. Còn phụ hoàng của anh ta, sớm đã xem thất điện hạ là thần đế kế nhiệm của chu tước hoàng triều. Ly Thanh Trần không được sủng ái trong số 28 hoàng tử, nếu anh ta thực sự trở thành hỏa linh thể, tình hình có lẽ sẽ đảo ngược, anh ta có thể tranh hùng với thất điện hạ, có hy vọng trở thành thần đế kế nhiệm. Đường Tuấn cũng đã từng nghe nói về chu tước hoàng triều, về câu hỏi của Ly Thanh Trần, anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi, "Tôi chỉ muốn biết điện hạ có muốn hay không?" Anh dự định sẽ phát triển thế lực của mình ở trung ương ngân hà, nếu có thể kéo thần đế tương lai về phía mình, đó sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Còn sau này lỡ như Ly Thanh Trần có biết được thân phận của anh liệu có thay đổi tâm ý hay không, Đường Tuấn cũng không lo lắng, anh có thể tạo ra một vị linh thể, thì đương nhiên cũng có thể hủy hoại linh thể đó. Hơi thở của Ly Thanh Trần bắt đầu nóng rực, anh ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp muốn anh giúp tôi chứ. Đường Tuấn khẽ cười nói, mong Điện Hạ sẽ không truyền thông tin này đến tai người thứ ba. Ly Thanh Trần nghe vậy, lập tức thề với trời đất. Đường Tuấn gật đầu, tu hành giả thề với trời đất, một khi trái lời thề sẽ bị quy tắc đạo đại giữa thiên địa tru diệt. Đường Tuấn lộ vẻ cung kính, mười ngón tay cũng đồng thời chuyển động. Từng luồng pháp lực thâm nhập vào trong cơ thể của Ly Thanh Trần. Dần dần, Lý Thanh Trần cảm thấy sức mạnh bị đè nén trong cơ thể mình được đánh thức một lần nữa, hơn nữa nó có xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trên mặt anh ta lộ ra một nét vui mừng, bởi vì anh ta cảm thấy sức mạnh đó không còn cuồng bạo, thiêu đốt linh hồn và cơ thể của anh ta như trước nữa, mà ngược lại nó đang nuôi dưỡng linh hồn và thể xác anh ta, thể chất của anh ta đang từ từ chuyển hóa. Cảm giác này rất thoải mái, Lý Thanh Trần lập tức trầm mê vào trong đó. Chẳng biết qua bao lâu. Ly Thanh Trần mới mở mắt ra, ánh mắt không che giấu được sự mừng rỡ. chương 2327, ông có cách gì rồi sao? Khi Ly Thanh Trần ổn định lại một chút, anh ta mới phát hiện không biết Đường Tuấn đã rời đi từ lúc nào. Trên cái bàn phía trước mặt anh ta có một tờ giấy, bên trong đó có ghi lại một số dược liệu, cùng với mấy hạng mục cần lưu ý cho việc tu hành tiếp theo. Ly Thanh Trần cẩn thận cất mảnh giấy đi, tùy tu tù vi của anh ta chỉ còn cách hợp thể cảnh một bước nhỏ, mạnh hơn đường Tuấn nhiều, nhưng lúc này anh ta lại chẳng hề có một chút hoài nghi về những lời đường Tuấn nói. Linh thể chuyển hóa phải trải qua quá trình lâu dài, điện hạ chớ có gấp gáp. Ở dưới cùng của tờ giấy, có viết một dòng như thế này. Ly Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, lẩm bẩm nói tôi đợi được. Trong một biệt viện ở thành hỏa nhai, đường Tuấn cũng nhìn lên bầu trời, nở nụ cười nhàn nhạt nói bước đầu chuyển hóa linh thể thành công rồi trước giờ anh vẫn luôn nghiên cứu y thuật cải tạo linh thể sau khi dùng thuật thay đổi khí thức thử nghiệm trên người linh thú để lừa quý đồng đường tuấn càng có lòng tin hơn về loại y thuật thần bí này vốn dĩ dự định tiếp theo của anh là thử nghiệm trên người tu hành giả sự xuất hiện của ly thanh trần đúng là cơn mưa giải hạn anh ta xuất thân hoàng gia sở hữu một lượng lớn tài nguyên tu vi đã gần tiếp cận hợp thể cảnh đúng là đối tượng thử nghiệp tuyệt vời. Trong linh thể, hỏa linh thể chỉ được coi là bình thường, xác suất thành công khoảng 90%. Theo sử liệu, tổ tiên của Chu Tước Hoàng Triều là một vị Chu Tước thần thể, như vậy liệu thập tam điện hạ này cũng có khả năng sinh ra Chu Tước thần thể. Chu Tước thần thể là một trong ngũ hành thần thể, có thể được xếp vào top 10 trong thể chất đặc biệt, muốn thôi thúc huyết mạch của Chu Tước thần thể e là không đơn giản như thế. Đường Tuấn suy nghĩ liên miên nếu có thể thành công tạo ra một chu tước thần thể sẽ có tác dụng rất lớn đóng vai trò quan trọng cho nghiên cứu của anh mục tiêu của đường tuấn là biến toàn bộ phá quân doanh thành linh thể tạo ra một đội quân vô địch tung hoành khắp vũ trụ tinh hà và bây giờ anh đã thành công bước đầu tiên rồi sau khi ly thanh trần hoàn thành linh thể được một ba thì vui mừng khôn xiết muốn đặc biệt thưởng cho đường tuấn nhưng đường tuấn đã từ chối chỉ xin ly thanh trần một số dược liệu trị thương cho mình dưới sự kiên quyết của Đường Tuấn, Ly Thanh Trần đành đáp ứng. Tuy số dược liệu mà Đường Tuấn cần trong đó có vài món rất quý hiếm, nhưng Ly Thanh Trần chẳng hề nề hà lập tức cho người mang đến cho Đường Tuấn. So với việc cải tạo linh thể của anh ta, chút linh dược này có là gì? Cứ thế 5 ngày trôi qua. Trong mắt những y sĩ dưới chướng thập tam điện hạ như Công Dương Tú, Hoàng Cường và Từ Bán Thủ, ngoài trừ thành tích xuất sắc thể hiện ở cuộc thi ra thì Đường Tuấn chẳng có sự thích nào khác được truyền ra ngoài nữa cả. Mà thái độ của thập tam điện hạ đối với anh cũng rất nhạt nhẽo, phần thưởng là căn biệt viện cũng rất tầm thường, thua xa đám người từ bán thủ và công dương tú rất nhiều. Trong biệt viện của công dương tú, công dương tú cười nói, tôi còn tưởng thằng quát đó có y thuật thần thông nào đó, bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế. Đã qua năm ngày rồi, nếu như cậu ta thật sự có bản lĩnh thì đã sớm thể hiện ra trước mặt thập tam điện hạ. Nhưng sau cái ngày kiểm tra đó, điện hạ chỉ gặp riêng cậu ta một lần, sau đó thì rất ít triệu kiến quý đồng cười khúc khích nói công dương quá coi trọng cậu ta rồi y thuật của cậu ta có cao minh đi nữa có thể qua nổi ngày sao công dương tú nói ông nói không sai là tôi quá xem trọng cậu ta như vậy đi hôm nay tôi sẽ đi gặp Điện hạ quý đồng nói ông có cách gì rồi sao công dương tú nói thằng oát Ly thanh trần muốn có thuật ngũ vận của tôi trước giờ tôi luôn cử tuyệt cho cậu ta hôm nay tôi định đưa nửa phần trước của thuật ngũ vận cho cậu ta. Sắc mặt quý đồng hơi thay đổi, ông ta nói, thuật ngũ vận là bí thuật liên quan đến linh hồn, thập tam điện hạ cần loại bí thuật đó làm gì? chương 2328, điều kiện gì? Công Dương Tú cười khẩy một tiếng, rồi nói, nói ra có thể ông không tin, nhưng cái tên Ly Thanh Trần đó lại muốn biến phàm thể của mình thành hỏa linh thể, cho nên cậu ta mới tuyển một lượng lớn y sĩ về muốn tìm được cách đột phá trong số những bí thuật đó quý đồng ngơ ngác trên mặt lập tức lộ ra nụ cười châm biếm nói ngay cả y sĩ thất phẩm bát phẩm cũng không dám đảm bảo có thể cải tạo linh thể thập tam điện hạ này xem trọng bản thân quá rồi công dương tú cũng bật cười đúng vậy ông cứ đợi tin tốt của tôi đi thành hỏa nhai trong biệt viện của ly thanh trần ly thanh trần ngồi trên ghế chính nhìn công dương tú bên dưới ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nói ông công dương đồng ý truyền thụ thuật ngũ vận cho tôi sao công dương tú thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ly thanh trần không khỏi lộ ra nụ cười tự đắc ông ta đáp chỉ là nửa phần trước thôi đợi điện hạ lĩnh ngộ được nửa phần này tôi mới truyền thụ nửa phần sau cho ngài trong lòng công dương tú cảm thấy thỏa mãn thuật ngũ vận rất đặc biệt nửa phần trước và nửa phần sau không thể tách rời nếu không có nửa phần sau nửa phần trước chính là thiên thư, căn bản không thể lý giải được. Ly Thanh Trần nói, sao ông Công Dương lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Nếu là trước đây, Công Dương Tú sẵn sàng truyền thuật ngũ vận cho mình, Ly Thanh Trần nhất định sẽ rất cảm kích. Nhưng hiện tại Đường Tuấn đã giúp ta bước đầu hoàn thành chuyển hóa linh thể, thuật ngũ vận có hay không cũng chẳng sao. Nhưng sự thay đổi thái độ của Công Dương Tú khiến Ly Thanh Trần rất hiếu kỳ công dương tú nói tôi truyền thuật ngũ vận cho điện hạ là có một điều kiện ly thanh trần nói điều kiện gì công dương tú nói dược đường đã đến thành hỏa nhai một thời gian rồi nhưng cậu ta lại chẳng có biểu hiện gì tôi muốn xin điện hạ đuổi cậu ta ra khỏi thành hỏa nhai cái gì ly thanh trần bỗng dưng đứng dậy sự tức giận ẩn sâu trong mắt anh ta công dương tú cười nói chỉ cần điện hạ đuổi dược đường ra khỏi thành hỏa nhai tôi sẽ lập tức truyền thuật ngũ vận cho Điện Hạ. Chẳng phải Điện Hạ vẫn luôn mong muốn có được thuật ngũ vận của tôi sao? Bây giờ cơ hội đang đặt ngay trước mắt ngài đấy, Điện Hạ à, dược đường chỉ là một tên vô danh không biết nặng nhẹ, còn thuật ngũ vận của tôi mới thật sự giúp được Điện Hạ. Công Dương Tú vuốt dâu nói, nếu Điện Hạ không muốn đồng ý, vậy Lão Phu cảm thấy thành hỏa nhai này không thể ở tiếp được nữa. Trong lòng Công Dương Tú vô cùng tự đắc. Muốn chơi mưu kế với tôi à, Lý Thanh Trần cậu vẫn còn non lắm. Lão phu là đang uy hiếp cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi nào? Lẽ nào cậu thật sự nỡ để tôi rời khỏi thành Hỏa Nhai? Công Dương Tú ngẩng đầu lên, vốn tưởng sẽ được đón nhận nụ cười nịnh nọt của Lý Thanh Trần, nhưng thứ đang chờ ông ta là ánh mắt tràn đầy lửa giận, khiến ông ta không khỏi sững sờ. Công Dương Tú, ông là đang uy hiếp bổn điện hạ. Lý Thanh Trần lại ngồi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng chương 2329, ông Công Dương, tên dược đường đó. Ly Thanh Trần cười nói, Công Dương Tú, ông tưởng bổn điện hạ không có ông thì không làm được gì sao. Tuy ông là y sĩ lục phẩm, nhưng ông luôn giấu giếm tôi, những gì ông giúp tôi còn không bằng một y sĩ ngũ phẩm. Những thứ cung phụng cho ông, tôi có thể lấy mời thêm 10 vị y sĩ ngũ phẩm, tôi cớ gì mà không làm. Nhưng điện hạ, lẽ nào ngài không muốn có thuật ngũ vận sao? Công Dương Tú khó khăn nói. Lý Thanh Thiền nhạo báng, ông tưởng rằng Bổn Địa Hạ không biết gì về thuật ngũ vận của ông sao? Thuật ngũ vận, phần trước phần sâu đều không thể thiếu, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ được, thậm chí còn đi nhầm đường, ông chỉ đưa phần trước cho Bổn Địa Hạ là có dụng ý gì? Trong đầu Công Dương Tú đột nhiên ầm lên một tiếng, giống như bị sét đánh. Hóa ra tất cả mọi tâm tư của ông ta đều không qua được mắt của Lý Thanh Trần. Ông ta đánh giá cao tầm quan trọng của bản thân rồi lúc này trong lòng công dương tú chỉ còn lại sự hối hận muộn màng cút đi ly thanh trần xua tay giống như đang vứt bỏ một mảnh rác dĩ nhiên công dương tú không ngờ được đường tuấn lúc này lại chiếm giữ một vị trí vô cùng cao trong lòng ly thanh trần sao có thể tùy tiện vứt bỏ chỉ vì một y sĩ lục phẩm như ông ta công dương tú hồn bay phách lạc quay trở về biệt viện của mình vẻ mặt thẫn thờ vừa bước vào biệt viện từ xa xa đã nghe thấy giọng của quý đồng truyền tới, ông công dương, ông về rồi à? Nghĩ chắc ông đã thành công đuổi dược đường ra khỏi thành hỏa nhai rồi nhỉ? Giọng điệu quý đồng trông có vẻ rất vui, chỉ cần đuổi đường tuấn ra khỏi thành hỏa nhai, thì anh sẽ giống như miếng thịt nằm trên thớt. Sau đó, ông ta nhìn công dương tú. Thấy dáng vẻ của công dương tú, quý đồng đột nhiên có một dự cảm không lành, ông ta liền hỏi, ông công dương, tên dược đường đó. Công Dương Tú nhìn Quý Đồng chằm chằm, ánh mắt tức giận và lạnh lùng, ông ta trầm giọng nói, "Quý Đồng, ông hại tôi rồi." Sau câu đó của Công Dương Tú, một luồng khí đáng sợ tràn ngập khắp cơ thể ông ta, cả biệt viện bỗng trở nên u ám, bầu không khí như đông cứng lại. Quý Đồng giật mình sợ hãi, ông ta không biết sao Công Dương Tú lại có sát ý mãnh liệt với mình như thế. Nhưng lúc này Quý Đồng cũng không dám nghĩ nhiều, cảnh giới của Công Dương Tú cao hơn ông ta rất nhiều, nếu như động thủ thật chưa chắc bản thân là đối thủ của ông ta. Quý Đồng vội vã hỏi, "Ông Công Dương, đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thập Tam Điện hạ không muốn đuổi dược đường đi sao?" Sắc mặt Công Dương Tú tái đi, mặc dù ông ta muốn xé xác Quý Đồng nhưng vẫn cố nén giận nói, "Dược đường không đi, ngược lại là lão phu bị đuổi đi rồi." Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Ly Thanh Trần là Công Dương Tú lại tức đến nóng gan. "Ông ta đường đường là y sĩ lục phẩm," vậy mà lại có ngày bị người khác đuổi đi như thế. Ông ta không thể làm gì được vị điện hạ kia, chỉ đành chuyển hận thù lên người dược đường. Quý đồng thất thanh, sao lại như thế? Ông Công Dương là y sĩ lục phẩm, cho dù ở thành Chu Tước cũng có thể coi là thượng khách của các gia tộc lớn. Thập tam điện hạ sao lại nỡ đuổi ông đi? Quý đồng nói vậy, ngược lại khiến Công Dương Tú càng thêm tức giận. Ông ta đánh một trưởng về phía quý đồng, nói, lão phu làm sao biết được tôi đường đường là y sĩ lục phẩm, vậy mà lại không bằng một y sĩ nhất phẩm, nếu không phải vì ông, lão phu đâu phải chịu sự sỉ nhục như vậy. chương 2330, thế ông có cách gì sao? Bịch Một trưởng của công dương tú đánh trúng người quý đồng, quý đồng phun ra một ngụm máu. Quý đồng cảm thấy vô cùng uất ức, vội nói ông công dương, chắc chắn là tên dược đường kia đang dở trò, nếu không dựa vào tài học và y thuật của ông, Thập Tam Điện Hạ làm sao có thể đuổi ông đi? Vẻ mặt của Công Dương Tú hơi dịu lại, hỏi thế ông có cách gì sao? Quý Đồng nghiến răng nói, Thập Tam Điện Hạ không đuổi cậu ta đi, thế thì chúng ta sẽ ép cậu ta rời khỏi. Sau khi đuổi Công Dương Tú đi, Thập Tam Điện Hạ liền cho gọi Đường Tuấn đến, tường thuật lại chuyện này cho anh, tránh để giữa anh ta và Đường Tuấn xảy ra xích mích. Đường Tuấn trầm ngâm một hồi, rồi nói, Điện Hạ, có một chuyện tôi phải nói với ngài sau đó đường tuấn nói chuyện xảy ra giữa mình với quý đồng và phi tinh viện cho ly thanh trần ly thanh trần nghe xong trên mặt tràn đầy tức giận nói không ngờ quý đồng lại quá đáng như thế anh dược anh muốn tôi làm thế nào trước mặt đường tuấn anh ta không tự xưng mình là điện hạ rõ ràng đã đối đãi với đường tuấn như người cùng cấp bậc với mình đường tuấn nói tôi sợ họ sẽ đối phó với những người ở thành hồng dương và thiên nguyên phường cho nên muốn xin điện hạ hãy bảo vệ bọn họ còn về quý đồng và công dương tú đợi vết thương của tôi khỏi rồi tự tôi sẽ đối phó với bọn họ ly thanh trần gật đầu nói đây chỉ là chuyện nhỏ anh chắc chắn bản thân có thể tự đối phó với bọn họ sao đương nhiên anh ta nhìn ra cảnh giới của đường tuấn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ bất luận là quý đồng hay là công dương tú đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thực thụ hơn kém nhau một cảnh giới quả thật giống như một trời một vực đường tuấn gật đầu trong mắt hiện lên sát ý. Ba ngày sau, thành Hồng Dương. Quý nồng và Công Dương Tú xuất hiện trên bầu trời thành Hồng Dương, khí thế mạnh mẽ bao phủ trời đất ập xuống bên dưới. Ông Công Dương, Thiên Nguyên Phường có quan hệ khá tốt với Dược Đường, bây giờ, phường chủ của Thiên Nguyên Phường là Qua Thiên Hòa và đám học trò của ông ta đều bị tôi cho người của Phi Tinh viện đến bắt giam hết rồi. Dược Đường đã chọc giận đến ông Công Dương đây, vậy tôi sẽ giao bọn họ cho ông xử trí. Quý đồng mỉm cười nói. Công Dương Tú cũng vui vẻ cười nói, được, dược đường đó dám đối xử với tôi như thế, thì đừng trách tôi vô tình. Đúng lúc y thuật của tôi cũng đang cần người kiểm chứng, dùng đám học trò ở thiên nguyên phường vậy. Ha ha ha. Sử thành chủ và các thế gia ở thành Hồng Dương đã xuất hiện, khi họ nghe thấy những lời này, trong lòng cũng cảm thấy cô tịch lạ lùng. Audio điện tử võ tấn bền